Xin chào tất cả các bạn. Trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn về 9 cái sai lầm mà thường gặp nhất trong quá trình các bạn điều trị sẹo. Sai lầm trong suy nghĩ, sai lầm trong sự kỳ vọng cũng như là cái cách mà các bạn làm chăm sóc trong quá trình điều trị sẹo. Cái điều này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quá trình điều trị sẹo của các bạn. Nó sẽ dẫn tới cái kỳ vọng của bạn nó không đúng cũng như là cái việc hiệu quả điều trị sẹo nó không đạt được hiệu quả cao nhất. Sai lầm đầu tiên chính là sẹo lõm điều trị khỏi 100%. Mình biết là khi mà chúng ta đang có một cái vấn đề về điều trị sẹo, chúng ta rất là mong muốn làm sao để chúng ta đẹp lên, thoát khỏi cái tình trạng mà sẹo xấu cũng như là thoát khỏi cái tình trạng tự ti. Vì vậy nên là hầu hết ai cũng đặt ra cái mong muốn là cái hiệu quả được 100%. Tuy nhiên mình phải khẳng định với các bạn rằng là để những cái sẹo lõm nó có thể điều trị khỏi 100% giống như cái mong muốn của bạn thì đây là một điều hoàn toàn rất khó. Thông thường ấy, thì cái hiệu quả cao nhất trong quá trình điều trị sẹo tầm từ 80-90% đã là một cái hiệu quả cực kỳ tốt và hoàn hảo rồi. Có chăng có một số trường hợp, mình chỉ nói là một số trường hợp rất là ít thôi, nếu chúng ta chủ động phát hiện sớm, điều trị sớm trong những cái giai đoạn vàng của quá trình mà phục hồi sẹo ấy. Ví dụ như là ngay sau khi chúng ta bị mụn bọc mụn viêm và nó bắt đầu hình thành những cái sẹo lõm, và cái thời gian đầu tiên ấy chúng ta điều trị ngay lập tức thì nó có thể đạt được cái hiệu quả tầm khoảng 95-100%. Tuy nhiên hầu hết các trường hợp để mà đạt được 100% thì là cực kỳ khó. Sai lầm thứ hai là đợi sẹo nó ổn định rồi mới điều trị. Đây cũng là một cái sai lầm mà nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả của chúng ta trong quá trình mà chúng ta bắt đầu điều trị sẹo. Nếu mà bạn bị một cái vấn đề về chấn thương, một cái vết thương nào đấy sau tai nạn hay là những vết thương bề mặt ở trên cơ thể của chúng ta, và trong quá trình đấy nếu các bạn phải vào bệnh viện, các bác sĩ sẽ sơ cứu hoặc là thậm chí các bạn có thể phải mổ, phải khâu ấy, thì thông thường các bác sĩ sẽ khuyên các bạn rằng là khi nào, nếu quan tâm đến vấn đề thẩm mỹ điều trị sẹo sau này, thì khi nào cái sẹo nó ổn định tầm từ 6 tháng cho đến 12 tháng hoặc thậm chí là lâu hơn, thì các bạn nên đợi cái thời gian để cho cái vết sẹo đấy nó ổn định, nó trưởng thành để nó còn đảm bảo giữ vững chắc cái sẹo, vững chắc cái cơ quan đấy. Nhưng mà tuy nhiên trên da của chúng ta, trên mặt của chúng ta ấy, thì cái điều này nó lại là điều hoàn toàn không nên. Bởi vì nếu mà các bạn không điều trị sớm trong cái giai đoạn vàng để phục hồi thì cái hiệu quả điều trị sẹo sau này sẽ rất là kém. Các bạn tưởng tượng rằng là nếu một cái sẹo mụn, sẹo sau mụn, những cái sẹo lõm tổn thương do cái quá trình viêm hoại tử của một cái mụn bọc ấy, thì sau quá trình khỏi là cái quá trình mà cái đáy của cái sẹo đấy các bạn nhìn thấy nó hơi đỏ, nó hơi hồng đúng không? Thì đấy chính là cái quá trình mà cơ thể chúng ta đang trong quá trình tăng sinh phục hồi nó. Mạch máu nó tăng sinh rất là nhiều để nuôi dưỡng đến cái sẹo đấy, đến cái vị trí đáy sẹo có cái collagen, có cái mô liên kết nó đang tăng sinh lên. Vậy là nếu mà chúng ta mà đợi sau này qua cái giai đoạn mà nó có khả năng phục hồi tốt nhất như vậy rồi thì cái hiệu quả của nó sẽ rất là kém, cộng với đấy là chắc chắn là các bạn sẽ phải dùng những cái phương pháp nó gọi là phương pháp công nghệ cao, phương pháp xâm lấn cũng là tầm tổn thương rất là nhiều thì nó mới có thể đạt đến cái hiệu quả như chúng ta mong muốn. Vì vậy cái quan điểm là đối với sẹo lõm, sẹo mụn trứng cá mà chúng ta đợi ổn định rồi mới điều trị ấy, thì đây chúng ta không nên giữ cái suy nghĩ này nhé. Điều trị càng sớm thì càng tốt, và quan trọng là đúng giai đoạn, đúng thời điểm. Cái sai lầm thứ ba mà cũng có rất nhiều người hỏi mình rằng là cứ phải có công nghệ cao hay là có những phương pháp xâm lấn nhiều, gây tổn thương nhiều thì nó mới mang lại cái hiệu quả điều trị sẹo. Điều quan trọng mang lại hiệu quả của quá trình điều trị sẹo không phải là phương pháp, mà nó phụ thuộc vào rất nhiều cái yếu tố kết hợp lại với nhau. Ví dụ như là chúng ta phải phân loại được đúng cái loại hình sẹo đấy, chúng ta phải xác định được đúng cái tuổi của cái sẹo, chúng ta phải xác định được cái thời điểm nào là thời điểm nên can thiệp và điều trị ngay lập tức, cũng như là chọn cái phương pháp phù hợp với những yếu tố đấy. Vì vậy nên là không phải chúng ta cứ phải có công nghệ cao, có những phương pháp xâm lấn nhiều thì nó mới mang lại hiệu quả đâu. Điều quan trọng là chúng ta phải đánh giá tổng thể làm sao để chọn ra được một phương pháp phù hợp với tất cả các yếu tố trên cái cơ địa sẹo của các bạn. Một cái sai lầm tiếp theo là sai lầm thứ tư mà nhiều người cũng rất là mong muốn và nôn nóng, có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng là chỉ cần trong một thời gian ngắn thôi là cái việc điều trị sẹo này nó có thể giúp cho các bạn đạt được hiệu quả cao nhất. Mình cũng có một cái video nói về cái việc là chúng ta cần điều trị sẹo trong bao lâu và trong quá trình đấy chúng ta cần chú ý những gì, thì các bạn có thể xem ở trên này. Tuy nhiên đối với cái sai lầm này thì mình muốn chia sẻ lại một chút với bạn là cái mục đích của chúng ta điều trị sẹo là chúng ta mong muốn làm đầy cái sẹo lõm đấy lên, tăng sinh cái collagen lên, và quan trọng ấy là chúng ta phải hiểu được rằng
cái quá trình mà để tổng hợp cũng như tăng sinh collagen nó phải mất từ 4 cho đến 6 tháng. Nên là cái quan điểm mà rất nhiều người nôn nóng muốn điều trị sẹo khỏi nhanh, có hiệu quả ngay lập tức trong vài tuần, 1 tháng, 2 tháng thì đây là một cái sai lầm mà các bạn cần phải suy nghĩ lại. Đấy, chúng ta cần phải hiểu được đúng về thời gian, về phương pháp cũng như là về cái hiệu quả để chúng ta có thể là phù hợp với bác sĩ được tốt nhất. Tiếp theo là sai lầm thứ 5. Cái sai lầm này làm cho rất nhiều người tốn rất là nhiều tiền cũng như bỏ ra rất là nhiều sự kỳ vọng để mua các loại kem bôi trị sẹo với mong muốn là những cái sản phẩm đấy nó sẽ mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên đây là một cái sai lầm mà rất là phổ biến và rất là nhiều người hỏi. Thế thì mình phải chia sẻ thật với các bạn là tất cả những loại kem bôi mà có mong muốn là điều trị sẹo lõm, làm đầy sẹo lõm lên ấy, thì hầu hết tất cả các sản phẩm đấy nó đều không có hiệu quả đâu các bạn nhé. Chỉ trong những cái trường hợp nếu mà các bạn bị chấn thương, bị những cái vết thương ở bề mặt ấy, thì nó sẽ giúp cho quá trình mà phục hồi cũng như tái tạo cái bề mặt cũng như là cái việc là lành thương nó được diễn ra nhanh hơn thôi. Còn đối với các loại hình mà sẹo lõm do bụng viêm ấy, thì hầu hết chúng ta không thể nào mà có thể mang lại được cái hiệu quả từ các loại kem bôi đấy đâu. Nên là các bạn phải nhìn nhận cái vấn đề này thực sự rất là rõ nha các bạn. Tránh cái việc là tiền mất tật mang, mua về nhưng mà nó chẳng mang lại tác dụng gì cho các bạn cả. Một cái sai lầm tiếp theo là có rất nhiều bạn nghĩ rằng cứ phải đợi để điều trị mụn nó khỏi hẳn, khỏi hoàn toàn, hết sạch mụn đi thì chúng ta mới bắt đầu điều trị sẹo. Và đây cũng là một cái quan điểm nó làm cho các bạn lãng phí mất, bỏ qua mất cái thời điểm vàng để chúng ta bắt đầu điều trị sẹo. Thông thường thì nhiều người ấy có rất là nhiều những cái mụn và những cái loại mụn nó có các tuổi khác nhau. Ví dụ như là có cái mụn thì nó mọc sớm và nó bị viêm, sau đó thì nó bị lõm xuống, nó để lại cái sẹo. Và cùng với đó thì nó vẫn có những mụn khác nó đang mọc lên. Vì vậy nếu trong quá trình này các bạn đợi cho tất cả các mụn trên mặt của bạn nó khỏi hoàn toàn, hết hẳn thì các bạn mới điều trị sẹo, thì những cái sẹo lúc ban đầu nó hình thành đấy nó đã bị sơ chai, nó đã bị qua mất cái thời điểm vàng để chúng ta bắt đầu điều trị sẹo rồi. Nên là nếu mà những bạn nào mà cái cơ địa bị mụn trứng cá, mụn viêm mà nó rất dễ để lại sẹo ấy ngay từ những cái mụn đầu tiên thì tốt nhất là các bạn nên đi khám. Tất nhiên là chúng ta phải song song điều trị mụn nó dứt điểm, nhưng tuy nhiên các bạn nên đi khám để bác sĩ đánh giá xem là những cái sẹo nào mới mà có thể điều trị để giúp nó tăng sinh, nó hồi phục luôn thì chúng ta có thể điều trị sẹo luôn song song với quá trình chúng ta điều trị mụn đấy. Kiêng rau muống này, kiêng rau ngót này, kiêng thịt bò, kiêng trứng, kiêng hải sản này. Đấy, cái sai lầm thứ 7 chính là các bạn kiêng khem quá nhiều thứ mà nó không cần thiết. Mọi người hay nói với nhau rằng là trong quá trình điều trị sẹo hay chúng ta quá trình bị vết thương ấy thì không nên ăn những cái thực phẩm nó dễ dàng gây mưng mủ này, gây sẹo lõm này, gây lồi này, gây thâm này. Ví dụ như là thịt gà, cơm nếp, ấy, rau ngót, rau muống. Thì tất cả những cái quan điểm này nó là những cái kinh nghiệm dân gian mà truyền lại. Thực tế thì trong quá trình điều trị sẹo của mình ấy, thì mình luôn chia sẻ với các bạn là các bạn không cần phải kiêng khem những cái thức ăn nào cả. Các bạn chỉ cần loại bỏ hoặc là hạn chế những thức ăn, thứ nhất là thức ăn bị dị ứng này, thứ hai là thức ăn mà nó gây kích thích, nó ảnh hưởng đến quá trình viêm và liền sẹo, cũng như là các bạn để ý một số các loại thuốc, mà nó gây ức chế viêm cũng như là gây kháng viêm thì nó có thể ảnh hưởng đến quá trình điều trị sẹo của chúng ta. Còn lại tất cả những thức ăn bạn ăn đa dạng thức ăn lên, đặc biệt ấy, phải quan tâm chính vào nhóm gì ạ? Protein, ăn thịt nhiều lên, ăn cá, ăn trứng nhiều lên. Cái thứ hai là đặc biệt là những cái vitamin và chất khoáng ở trong đó là có kẽm, có sắt, có vitamin C, vitamin A, vitamin E. Đấy là những cái chất khoáng rất là cần thiết để cùng với lại protein để nó tổng hợp và nó tạo lên các cái sợi collagen ở chính cái tổn thương mà chúng ta đang mong muốn nó đầy lên đấy. Như vậy nhá, đừng có kiêng khem nhiều quá nha các bạn. Không cần, điều đó là không cần thiết. Tiếp đến là sai lầm thứ 8, chúng ta nghĩ rằng là quá trình điều trị sẹo nó gây tổn thương nhiều như vậy thì chúng ta phải nghỉ dưỡng lâu để cho quá trình hồi phục sẹo thì chúng ta mới điều trị tiếp. Nên là chính cái sai lầm này nó cũng dẫn đến cái quá trình mà tổng thể quá trình mà điều trị sẹo của chúng ta nó cũng bị ảnh hưởng. Thông thường một số những cái phương pháp nó xâm lấn nhiều, nó gây nhiều tổn thương, ví dụ như là lăn kim, phi kim, CO2 hay là cắt đáy sẹo, thì những cái phương pháp này nó sẽ làm cho những cái tổn thương của chúng ta nó nhiều hơn, nó dễ bị nó hay để lại cái vết thâm, vết bầm. Nhưng mà thông thường những cái này thì nó hồi phục sớm trong khoảng tầm từ 5 cho đến 7 ngày, hoặc hy hữu thì có thể đến tầm 10 cho đến 15 ngày. Và chúng ta không cần thiết là phải nghỉ dưỡng tầm 1 tháng cho đến 2 tháng và thậm chí là nhiều hơn thì chúng ta mới quay lại để điều trị sẹo. Thông thường thì cái liệu trình điều trị sẹo ấy, nó các cái buổi điều trị nó có thể cách nhau từ 3 cho đến 4 tuần. Thì chúng ta
miễn là cái da của chúng ta nó hồi phục được rồi, nó không còn cái tổn thương từ cái lần trước nữa, là chúng ta có thể tiếp tục điều trị sẹo được rồi. Đấy, nên là các bạn chú ý nhé, không cần nghỉ dưỡng quá lâu đâu. Lâu quá thì nó lại ảnh hưởng đến cả cái hiệu quả của quá trình của chúng ta đấy. Và cuối cùng là sai lầm thứ 9, uống collagen để làm đầy sẹo lõm. Thế thì thực chất là cái quá trình mà các bạn uống cái collagen ấy thì nó sẽ không mang lại cho bạn quá trình mà làm đầy sẹo lõm được lên đâu. Collagen khi chúng ta uống vào trong dạ dày ấy, thì nó sẽ bị các cái men tiêu hóa, nó sẽ phân hủy, nó sẽ tiêu hủy, và nó sẽ hấp thu cơ thể. Nó tương tự giống y như quá trình mà chúng ta ăn uống những thức ăn có thịt, có bì, có da. Thì chỉ một vài lọ collagen một chút như vậy thì nó không thể nào mà đủ những nguyên liệu là acid amin hay protein để nó giúp cho quá trình tổng hợp cái collagen được tốt được. Mà điều quan trọng ấy là các bạn phải ăn đủ lượng protein nhu cầu cho mỗi ngày của mỗi cơ thể cá nhân của chúng ta. Đặc biệt là nếu mà chúng ta đang bị thương, chúng ta đang trong quá trình mà điều trị sẹo, thì chúng ta phải ăn tăng cường cái thịt cũng như là các cái sản phẩm có giàu protein lên để nó còn có nguyên liệu để tổng hợp cái collagen của chúng ta. Như vậy, đó là những cái chia sẻ của mình về chín cái điều mà chúng ta thường sai lầm trong suy nghĩ, sai lầm trong quá trình mà chúng ta thực hiện, làm trong quá trình đó điều trị sẹo. Nó có thể dẫn tới cái câu chuyện là kết quả điều trị sẹo của chúng ta nó không được tốt nhất. Vì vậy, chúng ta cần phải thay đổi để làm cũng như suy nghĩ những cái điều mà nó đúng, nó có hiệu quả hơn để giúp cho quá trình mà chúng ta điều trị sẹo nó được tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã xem video, và nếu mà trong quá trình mà điều trị sẹo các bạn có bất cứ vấn đề, câu hỏi nào liên quan thì các bạn có thể comment xuống phía dưới video để bác sĩ có thể chia sẻ cũng như làm những video khác chia sẻ tới các bạn được nhiều hơn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin chào. Cảm ơn các bạn đã xem video của bác sĩ Ninh. Để nhận các video tiếp theo của bác sĩ, bạn hãy bấm vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc xem các video tiếp theo ở ngay góc bên trái hoặc góc bên phải. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của bác sĩ.